tiểu sử diễn viên Thân Thúy Hà, sự nghiệp và cuộc sống đơn thân. Thân Thúy Hà sinh vào ngày 27 tháng 4 năm 1978, quê ở miền Tây. Ngay từ khi còn nhỏ, nữ diễn viên đã bươn chải khá nhiều để kiếm sống. Trước khi trở thành người nổi tiếng, cô vẫn hay phụ mẹ bán trái cây trên tuyến đường quốc lộ. Năm 1995, khi 17 tuổi, cô tham gia và đoạt giải nhì cuộc thi Người đẹp Bến Tre. Sau đó, cô đi xe đến tận Hà Nội để tham dự cuộc thi Hoa Khôi Thời trang Thanh Lịch. Đây là chuyến đi xa đầu tiên trong đời và cũng là chuyến xe thay đổi số phận của cô. Vận may mỉm cười và đoạt được danh hiệu Hoa Khôi. Cuộc đời nữ diễn viên bắt đầu sang trang mới. Có trong tay số tiền thưởng 15 triệu đồng sau khi chiến thắng. Lúc bấy giờ, số tiền đó có giá trị cực kỳ lớn, nhưng cô đã đưa hết cho mẹ để chi trả các khoản nợ. Sau khi được nhiều người biết đến, một số chương trình thời trang ở quê đã mời cô tham gia. Số tiền cachê cô nhận được từ 500 đến 700 ngàn đồng mỗi show diễn, con số cao gần bằng 2 tháng thu nhập của người dân ở quê. Từ ngày đó, cô gái thôn quê cũng bắt đầu nhận ra nghề người mẫu có thể giúp gia đình thoát nghèo. Cho nên cô đã bắt đầu bước chân vào giới người mẫu, diễn viên. Rồi chẳng mấy chốc, Thân Thúy Hà từ một cô gái nông thôn ít người biết tới trở thành một nghệ sĩ có tiếng tăm trong làng giải trí Việt lúc bấy giờ. Trải qua nhiều năm cống hiến miệt mài cho nghệ thuật, nữ diễn viên đã đạt được nhiều thành tích như đề cử hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải Cánh Diều Vàng Việt Nam năm 2015. Đề cử hạng mục nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất tại Giải thưởng Truyền hình HTV 2015. Đề cử hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim điện ảnh tại Giải Liên hoan phim Việt Nam 2015. Diễn viên Thân Thúy Hà, tiểu sử lúc còn trẻ như thế nào? Một thời gian sau đăng quang, Người đẹp sông Tiền lần đầu đặt chân lên Sài Gòn, mọi thứ đều xa lạ với cô gái quê. Tất cả đều đẹp, xa hoa, sang trọng, làm cho nữ diễn viên bị choáng ngợp. Tại đây, cô gia nhập vào nhóm người mẫu IDCAP. Cứ chiều tối là ngồi ô tô lên Sài Gòn từ An Hữu, diễn xong sáng sớm lại về quê. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thân Thúy Hà quyết định ở lại Sài Gòn và trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Qua nhiều biến cố cũng như khó khăn trong suốt quá trình này, cô trưởng thành rất nhiều. Từ một cô bé quê mùa, ngờ nghệch, nữ nghệ sĩ học được cách ứng xử với mọi người, học cách kìm hãm những cơn nóng giận bộc phát. Lúc này, phải nói là cô đã gần như chai lì với những tin đồn. Trong quá trình làm nghề, xung quanh xuất hiện nhiều tin đồn không hay. Lúc thì chụp ảnh khỏa thân, lúc thì giả từ sự nghiệp. Dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn chỉ tập trung vào công việc, mặc kệ những lời đồn ác ý, những lời chê bai xung quanh. Sau này, cô được đặt cho biệt danh Người mẫu nhân dân. Điều này là bởi vì từ lúc còn đi học đến khi ra trường, làm nghề, mở shop thì cô vẫn tiếp tục đi diễn. Tính đến nay, Thân Thúy Hà đã tham gia rất nhiều dự án. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến các bộ phim như Giọt Nước Mắt Hận Thù, Khi Đàn Ông Là Số 0, Ly Hôn, v.v. Mỗi vai diễn cô đều khắc họa xuất sắc hình ảnh nhân vật trong lòng khán giả. Đó cũng là lý do vì sao chỉ là một diễn viên tay ngang đi sang từ nghề người mẫu, nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi cô đã được nhiều khán giả yêu mến. Dù không qua các lớp đào tạo bài bản, nhưng nữ diễn viên vẫn luôn cố gắng miệt mài học hỏi. Nếu như là một người hâm mộ chân chính, bạn sẽ thấy được sự tiến bộ của Thân Thúy Hà qua từng bộ phim. Đến nay, dù đã sang Mỹ sinh sống, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn thường tham gia các bộ phim trong nước. Điển hình như năm 2020 mới đây, cô tham gia bộ phim Ngày Em Đến. Trong phim, nữ diễn viên được giao cho vai bà Điệp. Đây là một vai diễn đầy thử thách. So với những vai mẹ kế độc ác trước đây, lần này cô vừa phải thể hiện được vẻ bề ngoài thương yêu con chồng hết mực, nhưng phía sau lại là bộ mặt đen tối với những âm mưu nham hiểm. Diễn viên Thân Thúy Hà và con đường tình duyên trắc trở.
như bao người nổi tiếng, đời tư tình cảm của thân Thúy Hà cũng rất được công chúng quan tâm. Trước đây, khi còn trẻ, cô thường bị đồn cặp kè với đại gia. Khi ấy, bởi vì nhanh chóng thành danh nên nữ người mẫu này được nhiều đại gia săn đón. Nhưng lúc ấy, cô lại yêu một chàng ca sĩ nhập cư. Mối tình kéo dài mấy năm rồi tan vỡ, rất nhiều đồng nghiệp lúc ấy đã trách cô dại dột. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn kiên định với quan niệm sống của bản thân. Cô không muốn khi tên mình được nhắc đến lại đi kèm với những tai tiếng này. Đặc biệt là cô ghét dùng scandal để nổi tiếng. Vì vậy, nữ người mẫu không bao giờ muốn nghe hai từ đại gia. Đến tháng 1 năm 2009, nữ người mẫu khiến nhiều người bất ngờ khi lên xe hoa với doanh nhân Thanh Vũ. Họ quen biết nhau do cô tập tành mở shop thời trang để kinh doanh. Đáng tiếc, hôn nhân tan vỡ sau một năm. Họ có chung một cậu con trai còn chập chững tập đi. Lúc này, cô quyết định tự mình nuôi con. Diễn viên thân Thúy Hà, người mẹ đơn thân nuôi hai đứa con. Năm 2019, thân Thúy Hà gây sốc sau khi tin tức cô mang thai lần hai được đăng báo. Khi được hỏi về điều này, nữ diễn viên chia sẻ chính con trai là người muốn sinh đứa em thứ hai. Cô kể rằng có một lần khi hai mẹ con đi trên xe, con trai cầm quả địa cầu hỏi rằng có thấy quả địa cầu này giống mình hay không? Lúc còn đang ngạc nhiên không hiểu gì thì con trai cô giải thích rằng bởi trái đất này chỉ có duy nhất, con sống cũng một mình nên con cũng giống nó. Do vậy, cậu bé muốn có thêm anh chị em. Chính câu nói này đã làm nữ diễn viên suy nghĩ nhiều và đưa ra quyết định có em bé thứ hai. Khi được thắc mắc về lý do phải giấu danh tính của người đàn ông hiện tại, cô cho rằng đây là chuyện riêng tư và chỉ muốn khán giả biết yêu thương mình qua những tác phẩm nghệ thuật. Ở tuổi này, điều nữ diễn viên cần là những tác phẩm hay, chứ không phải đời tư thu hút. Việc phanh phui hết mọi thứ sẽ làm khán giả cảm thấy nghệ sĩ không còn gì hấp dẫn nữa. Bởi khi đã biết hết rồi thì họ sẽ chẳng còn tò mò và muốn tìm hiểu về cô. Hiện tại, ở tuổi U50, thân Thúy Hà hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình. Có sự nghiệp, có con cái để yêu thương, với cô đã rất là hạnh phúc.